Cũng liên quan đến dịch bệnh Covid-19 thì thông tin thế giới tiếp theo cho biết Anh Quốc đã đưa Ấn Độ vào danh sách cấm bay vì coronavirus. Giới lãnh đạo Anh Quốc vào ngày hôm nay thứ Hai 19 tháng 4 đã đưa Ấn Độ vào danh sách hạn chế đi lại sau khi có hơn 103 người lây nhiễm chủng coronavirus biến thể có nguồn gốc từ quốc gia Nam Á nêu trên. Bộ trưởng Y tế Anh Quốc là Matt Hancock cho biết quyết định này mặc dù vô cùng khó khăn nhưng thật sự cần thiết. Đồng nghĩa với việc tất cả những người không phải là công dân Anh Quốc hay Ái Nhĩ Lan sẽ không được phép đặt chân đến Anh nếu như họ đã từng ở lại Ấn Độ kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2021. Các trường hợp ngoại lệ thì phải tự cách ly khi tới Anh Quốc. Lệnh mới đã bắt đầu có hiệu lực vào 3 giờ sáng theo giờ quốc tế. Ngay cả Thủ tướng Anh là ông Boris Johnson vào cùng ngày cũng đã phải hủy bỏ chuyến công du sang Ấn Độ vì đại dịch Covid-19. Số người nhiễm bệnh tại đây nay đã vượt ngưỡng 15 triệu người.